Như chúng tôi đã đề cập, tình yêu có vô vàn trạng thái, muôn hình, muôn vẻ. Hầu hết chúng ta khi nghe từ tình yêu thường nghĩ ngay đến thái độ của một người đàn ông với người con gái chưa chồng. Đây chắc chắn là một tình yêu rất thực và hiển nhiên phải không các bạn? Tất nhiên rồi, nó không chỉ là chủ đề của những vở kịch lớn, những bộ phim Hollywood và tiểu thuyết lãng mạn. Nó còn là một trong những biểu hiện cơ bản của đời sống vợ chồng, của sự ràng buộc dài lâu giữa hai người biến họ thành một thể xác. Nhưng đây chỉ là một trong nhiều dạng của tình yêu. Với những người đồng giới, tình yêu có những biểu hiện gì? Xin mời các bạn đến với câu chuyện Tình yêu là gì trong chuyên mục Chuyện bây giờ mới kể ngày hôm nay để hiểu hơn những rung động rất người của những trái tim luôn khao khát yêu đương của những người đồng tính. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê cách Hà Nội khoảng 30 km, quê hương tôi có dòng sông Cầu nước chảy nên thơ như trong câu ca quan họ Bắc Ninh. Cái miền quê ấy đã gắn bó với tôi rất nhiều kỷ niệm. Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm như chính con sông quê tôi. Quê hương tôi có mọi thứ mà bất kỳ ai đi xa đều nghĩ về nó. Đó là cây đa, là giếng nước, là mái đình, là cánh đồng thẳng cánh cò bay. Vì thế mà tôi rất yêu quê hương mình. Tôi là con út trong gia đình khá gia giáo, nên tôi được mọi người dành cho rất nhiều tình cảm, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi là người hiền lành, học giỏi, nên được mọi người trong làng rất yêu quý. Rồi bên cạnh sự hiền lành là chút gì đó nhẹ nhàng, khéo léo. Tôi là người có dáng vẻ bên ngoài khá chuẩn, nên đặc biệt được sự chú ý của các bạn gái. Rất nhiều bạn gái bày tỏ tình cảm, nhưng tôi chẳng có chút tình cảm gì với họ ngoại trừ Hồng, người học cùng tôi những năm học lớp 1. Học hết trung học phổ thông, tôi thi đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Ngày lên đường đi học, tôi cũng rất lo lắng, không biết cuộc sống phồn hoa ở chốn đô thị mình sẽ sống như thế nào. Vì ở nhà tôi được chiều chuộng và mọi người lại ghi cho tất cả mọi thứ. Nhưng tôi lại là con người rất dễ hòa đồng với mọi người, nên nhanh chóng theo kịp cuộc sống. Công việc học tập khá vất vả và với mục tiêu giành tấm bằng đại học loại giỏi, nên tôi không nghĩ đến chuyện tình yêu, mặc dù Hồng cũng rất quan tâm đến tôi trong thời gian đó. Năm cuối cùng, để đáp lại tình cảm, tôi và Hồng cũng yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi được hai bên gia đình và bạn bè ủng hộ. Có thể nói chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc. Chúng tôi dự định sau khi ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi xin được vào một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội có thu nhập cao. Vào đó, tôi quen được anh Tuấn. Anh và tôi thuộc hai bộ phận khác nhau. Những ngày sau, tôi nghe được mọi người thuộc phòng của tôi bàn tán về anh Tuấn và nói anh là BD. Lúc đó tôi chỉ im lặng và nghe mọi người nói về anh, và để cho chắc chắn, tôi hỏi có phải anh Tuấn làm ở phòng bán hàng không, thì mọi người nói đúng là vậy. Mọi người còn kể cho tôi rất nhiều chuyện tình của anh. Rồi một hôm, tôi lại gặp anh và anh nói chúng ta thật có duyên. Tôi nhận được một lời mời đi uống cà phê cùng anh. Tôi không ngần ngại gì và chúng tôi vào một quán cà phê ở Hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi nói nhiều về cuộc sống, về gia đình và như có sợi dây vô tình gắn kết hai chúng tôi lại với nhau. Nói chuyện cùng anh, tôi cảm nhận được anh là người từng trải. Anh cho tôi biết anh đã có gia đình và một cô con gái. Có thể nói là một gia đình hạnh phúc. Tôi còn biết anh hơn tôi 20 tuổi. Rồi anh hỏi tôi đã có người yêu chưa. Cũng chẳng hiểu sao là tôi lại nói chưa, và tôi chẳng có tình cảm nào với phụ nữ. Qua buổi nói chuyện, tôi cảm nhận được anh Tuấn thích tôi. Trước khi về, anh còn hỏi số điện thoại của tôi và anh nói là để cho tiện liên lạc. Tôi và anh ra về mà lòng tôi cảm thấy vui là lạ, cũng thấy có gì đó lưu luyến. Rồi vừa về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh. Minh à, em đã về nhà chưa? Anh rất vui vì buổi nói chuyện cùng em ngày hôm nay. Tôi cũng đáp lại tin nhắn của anh. Cảm ơn anh, em vừa về và cũng thấy rất vui. Rồi buổi tối hôm đó, tôi và anh nhắn rất nhiều cho nhau. Thật kỳ lạ, hôm đó khoảng 2 giờ đêm, tôi tỉnh dậy và nhận được một tin nhắn từ anh. Minh à, anh yêu em. Còn tôi, mặc dù cũng rất có tình cảm với anh, nhưng tôi không nhắn lại và vờ như đó là một tin nhắn nhầm anh gửi cho ai. Rồi sau đó, ngày nào tôi cũng nhận được những lời mời đi chơi cùng anh. Nhưng tôi hơi sợ, vì tôi nghĩ là mình không thể làm như vậy được, vì mình là con trai. Mà con trai thì không thể yêu con trai được.
tôi nghĩ đến gia đình, bạn bè và đặc biệt là Hồng, người yêu của tôi. Những lúc như thế này thật khó hiểu, tôi phải đấu tranh giữa nên hay không nên. Rồi một ngày, trời mùa thu se lạnh, anh ngỏ ý đến nhà tôi chơi để biết thêm cuộc sống của tôi. Tôi ban đầu thì lưỡng lự, nhưng sau đó tôi đồng ý để anh đến nhà và bỗng dưng trời hôm đó đổ mưa rất to, làm anh không thể về được. Anh đã đề nghị được ở lại cùng với tôi đêm hôm đó. Tôi cũng không muốn anh ra về dưới trời mưa và đêm hôm đó tôi ngủ cùng anh. Ông trời, đúng là ông trời, không hiểu là ông cũng có ý để anh và tôi ở cùng nhau hay không. Đêm ngủ, anh ôm và hôn lên đôi môi của tôi, nhưng tôi nói với anh là anh đừng làm như vậy, em sợ lắm. Nếu mọi người biết được chuyện này, mọi người sẽ nghĩ gì? Và tôi đẩy anh ra. Anh nói, không có việc gì đâu, em đừng sợ. Không hiểu sao, ý chí của tôi lúc này như đã gục ngã trước những lời nói ngọt ngào, yêu thương từ anh. Và đêm đó, tôi dâng trọn cả cuộc đời cho anh. Ngày sau, ngày nào tôi cũng nhận được những lời hỏi thăm và những tin nhắn yêu thương từ anh, và ngày càng anh càng quan tâm đến tôi hơn. Say đắm với tình cảm của anh dành cho tôi, và lúc này tôi vẫn biết là mình đang có Hồng. Tôi luôn cố gắng dành tình cảm cho cả hai người. Hồng vẫn dành trọn tình cảm của cô ấy cho tôi, và đôi lúc tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Được anh Tuấn quan tâm nhiều, tôi thấy phần phụ nữ trong mình như một cái cây thiếu nước gặp mưa. Nó phát triển thật mạnh mẽ làm cho phần đàn ông cho tôi ít dần. Càng ngày, tôi càng yêu anh Tuấn nhiều hơn và tình cảm của tôi dành cho Hồng không còn nhiều. Và tôi quyết định chia tay với Hồng vì tôi không muốn Hồng khổ khi một ngày nào đó Hồng biết tôi như vậy. Hồng hỏi tôi tại sao tôi lại chia tay với cô ấy, nhưng tôi không nói. Hồng hỏi dồn làm tôi phải nói tôi là người đồng tính. Và Hồng không tin, coi đó là lý do tôi bịa ra để chia tay cô ấy mà thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, rồi tôi cũng không giải thích thêm gì cho Hồng. Ở bên cạnh anh Tuấn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và có điều gì đó rất lạ mà tôi không cảm nhận được khi ở bên Hồng. Anh là người lãng mạn, biết chiều chuộng, anh luôn có những địa điểm mới để chúng tôi đi chơi. Hôm thì anh rủ tôi đi xem phim, hôm thì dạo quanh bờ hồ. Có lần đi chơi tôi hỏi anh à, em có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh không? Anh đáp lại, không, em không làm điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh đâu, em cứ yên tâm. Rồi có lúc tôi đùa với anh, hay là anh em mình chia tay nhau đi. Anh vô tư nói với tôi rằng, đấy là em nói đấy nhé, nếu em thích, chúng mình chia tay. Lúc đó tôi lại nói với anh rằng, em chỉ đùa thôi mà, thế anh không còn yêu em nữa à? Vào ngày lễ tình nhân, anh cũng tặng tôi hoa hồng và sô-cô-la như những đôi trai gái yêu nhau khác. Bất ngờ tôi hỏi anh, vào ngày này hàng năm anh thường đi chơi và tặng hoa cho ai? Anh trả lời tôi rằng, anh không đi đâu cả và anh chưa tìm được người nào yêu anh và hiểu anh như em. Tôi biết những lời nói đó là những lời nói dối, nhưng tôi không nghĩ gì về điều đó và thầm nghĩ từ bây giờ anh đã là của tôi. Những ngày tháng đó thật là những ngày hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất, tuyệt vời nhất đối với tôi. Sau đó, anh được cơ quan cử vào thành phố Hồ Chí Minh công tác 2 tháng. Ngày đưa anh ra sân bay, tôi có cảm nhận như sắp có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi. Thấy tôi có vẻ hơi buồn, anh động viên. Em yêu à, em đừng buồn, anh mãi yêu em và chỉ mình em thôi. Nghe những lời đó mà tôi thấy lòng mình yên tâm hơn. Và tôi không quên dặn anh, nhớ liên lạc thường xuyên với em. Mặc dù công việc rất bận, nhưng ngày nào tôi vẫn nhận được tin nhắn từ anh. Và tôi hy vọng cảm nhận ngày xưa mà tôi đưa anh ra sân bay chỉ là những cảm xúc lo lắng nhất thời mà thôi. Rồi cũng đến ngày anh trở về, tôi lại ra sân bay đón anh. Khi nhìn thấy tôi, anh cũng ôm tôi vào lòng, nhưng tôi cảm nhận cái ôm này không còn được như xưa nữa. Rồi những ngày tiếp theo, anh không còn rủ tôi đi chơi như trước. Vào một ngày, tôi đã chủ động gọi điện rủ anh đi chơi, thì anh nói là anh rất bận không đi được. Và tôi nghĩ có lẽ anh bận thật. Những ngày tiếp đó tôi cũng chủ động mời anh đi chơi, thì tôi cũng nhận được những lời từ chối. Và có lần anh còn gắt với tôi, em đừng có làm phiền anh nữa, anh còn gia đình.
Rồi tôi nhắn tin trả lời anh rằng: "Anh Tuấn ạ, nếu anh không còn yêu em nữa thì anh có thể nói với em biết lý do. Nếu anh không còn yêu em thì từ nay anh em mình vẫn có thể là bạn của nhau, mặc dù em vẫn còn rất yêu anh. Nhưng trong chuyện tình cảm, em không muốn cưỡng ép. Em biết anh đã có người khác và em chúc anh vui vẻ bên người yêu mới. Cảm ơn anh đã cho em biết vị đắng của tình yêu." Dù vậy, nhưng tôi vẫn không nhận được một hồi âm từ phía anh. Bất ngờ, vào một buổi tối, tối hôm đó tôi đang ở quê, tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh: "Em yêu của anh, em có thể đến nhà anh ngủ cùng anh đêm nay được không? Hôm nay vợ và các con anh về bên ông bà ngoại. Anh nhớ em và muốn được ôm em." Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi không muốn đến nơi đó. Nhưng theo tiếng gọi của con tim, tôi đã vượt qua mấy chục cây số và lao như bay đến nhà anh. Đêm hôm đó tôi lại nhận được những nụ hôn và những lời nói yêu thương từ anh. Sau đó tôi hỏi anh: "Tại sao trong thời gian qua anh lại hờ hững với em?" Anh trả lời tôi rằng: "Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Anh không muốn làm khổ cuộc đời em." Tôi tưởng như tình yêu trở lại, nhưng đâu có ngờ đó cũng là lần cuối cùng tôi được ở bên anh, được tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi của anh và được nghe những lời yêu thương từ anh. Anh đã xa tôi, bỏ lại tôi một mình. Mặc dù tôi cũng đã biết sẽ có ngày anh và tôi phải chia tay, nhưng khi anh nói chia tay thì thực sự đó là một cú sốc tinh thần mạnh mẽ đối với tôi. Những ngày không có anh là những ngày đau khổ nhất của cuộc đời tôi. Đêm nào tôi cũng tìm đến những quán rượu để mong rằng rượu có thể giúp tôi quên được anh. Nhưng tôi càng cố quên anh thì tôi lại càng thấy nhớ anh ra giết. Tôi yêu anh, nhưng cũng có lúc tôi hận anh lắm. Có lúc tôi từng nghĩ tôi sẽ đến nhà anh và nói tất cả mọi chuyện cho vợ anh biết, để cho cái gia đình nhỏ của anh tan vỡ và để anh hiểu tôi bây giờ đang đau khổ như thế nào. Nhưng tôi tự nhủ mình không thể làm như vậy. Tôi chẳng còn hứng thú làm việc. Tôi thấy mình không thể sống thiếu anh. Rồi tôi nghĩ đến cái chết. Tôi nghĩ chết sẽ quên đi được tất cả mọi chuyện và tôi sẽ quên được anh. Tôi đi đến cầu Long Biên, bước chậm rãi trên từng nhịp cầu và ngắm dòng sông Hồng, thì biết bao kỷ niệm của tuổi thơ trong tôi lại dồn về. Rồi tôi nghe ở đâu đó câu hát: "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề." Có lẽ đúng vậy. Khi anh không nói lời chia tay với tôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết mình lại yêu anh đến như vậy. Còn yêu anh, tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp với anh. Rồi tôi như bừng tỉnh sau một cơn mê. Tôi tự nhủ mình không thể chết vì mình vẫn còn nhiều người quan tâm mà. Mình vẫn phải sống, sống thật có ích cho xã hội. Rồi tôi lao vào công việc. Càng ngày tôi càng thấy nhiều niềm vui trong công việc. Tôi được cử sang Mỹ đào tạo một năm. Ngày quay trở về khách sạn, tôi gặp anh. Anh vẫn như xưa và anh nhìn tôi như chưa hề quen biết. Trong lòng tôi thì lại có hai cảm xúc đan xen vào nhau. Đó là yêu anh và hận anh. Hết giờ, tôi đi lang thang trên đường bờ hồ và tôi gặp lại Hồng. Chúng tôi lại cùng nói chuyện với nhau và tôi lại cùng Hồng đi đến những nơi mà trước đây chúng tôi đã có những kỷ niệm của một thời. Hồng tâm sự với tôi rất nhiều. Qua những điều Hồng tâm sự, tôi biết Hồng vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Chương trình Radio Nam Men kỳ này xin phép được nói lời tạm biệt các bạn ở đây. Thay mặt cho ban biên tập Radio Nam Men thì anh và Mạnh Mo xin được cảm ơn các bạn. Chúng tôi rất mong có được sự đóng góp của các bạn để chương trình ngày một hay hơn. Mọi liên hệ xin gửi về văn phòng C-Ship số 2, ngõ 49, ngách 49/41, phố Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Radio Nam Men kỳ sau nhé.